nay đại lý Rohe Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn cái mẫu vòi sen bán tự động tự ngắt 36317000. Đây là cái vòi bán tự động. Tại sao bán tự động? Cái vòi này thì chúng ta bấm nước thì nó sẽ tự động ngắt. Nó rất là phù hợp những cái nơi công cộng và còn không có dùng sẽ tiết kiệm hơn nếu chúng ta dùng vòi cảm ứng, và nó cũng thuận tiện trong cái những cái nơi công cộng ha. Đó, quý khách cần mua cái sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng video clip hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá khuyến mại cũng như đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn xin.